Câu 24. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn cái biểu thức này với y là đơn vị ảo. Thì đây gọi là bài toán liên quan về số phức nha các bạn. Số phức thì bước đầu tiên để giải bài này thì các bạn nhớ giúp mình z1 a cộng b y 1 1, được chưa? Đây gọi là số phức. A1 là phần thật, B1 gọi là phần ảo, Z2 đó là A2 cộng B2Y. Thì để cho hai cái số phức Z1 bằng Z2 thì các bạn chỉ cần cho phần thật, được chưa? Bằng phần thật, phần ảo bằng phần ảo. Thì tương tự bài này, thì các bạn viết lại đề trước 2X trừ 3Y Y đúng không? Cộng 1 trừ 3Y bằng X cộng 6Y. Thì các bạn biến đổi với bên trái giúp mình, được chưa? Thì 2X nè cộng 1, 2X cộng 1 trừ 3Y Y nè, trừ thêm 3 nữa thì mình mang ra là mang Y đã làm nhân điểm chung, vậy là cộng trừ 3Y trừ 3 nhân Y bằng X cộng 6Y. Thì đây là một số phức và đây cũng là một số phức. Phần thật nè bằng phần thật, vậy tương đương 2X cộng 1 bằng X. Phần ảo nè, bằng phần ảo, như là trừ 3Y trừ 3 bằng 6. Và các bạn giải ra sẽ tìm ra được X bằng và Y bằng. Vậy X bằng trừ 1 và Y sẽ bằng là trừ 3. Rồi các bạn chọn kết quả câu A.